Xin chào quý bạn và các vị. Chào mừng đã quay trở lại với kênh Review TV của mình. Hôm nay, hãy cùng mình đến với trailer bộ phim Quốc Tử Giám Có Một Nước Đệ Tử do Triệu Lộ Tư đóng các bạn nhé. Nào, đi thôi. Năm 2020 là một năm thành công đối với Triệu Lộ Tư khi được kết hợp với không ít nam thần hoa ngữ. Hơn nữa, bộ phim nào có sự tham gia của tiểu Triệu Lệ Dĩnh này cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến từ người hâm mộ. Sau thành công với vai diễn Trần Thiên Thiên trong bộ phim cổ trang Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Triệu Lộ Tư quay lại màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang mang tên Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử. Sau khi kết thúc công việc ở đoàn phim Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư đã bắt đầu vai diễn mới vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 với bộ phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử cùng dàn sao mới đầy trẻ trung và xinh đẹp như Từ Khai Xính, Nhâm Hào, Trương Nguyệt, vân vân. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, đoàn phim đã tiết lộ tạo hình của giả dân vật chính và loạt ảnh đóng máy của ekip. Phim cũng dự kiến sẽ có 36 tập ra mắt khán giả Việt Nam vào quý 1 năm nay. Phim kể về Tang Kỳ, Triệu Lộ Tư, con gái rượu của nhà họ Tang, vì cá cược thua với công tử Yến Vân Trì mà phải cắp sách đi học ở Quốc Tử Giám, cũng là nơi mà anh chàng họ Yến giảng dạy. Đáng nói ở đây là trường học dành cho nam nhi, nhưng điều đó cũng không cản được bước chân của Tang Kỳ khả ái. Không còn phải dạ trai để trà trộn vào môi trường dương thịnh âm suy, giờ đây nhân vật nữ chính của Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử cứ thế mà tiến vào môi trường học đường. Điều này cho thấy sự tiến bộ lớn của những bộ phim thuộc nhánh nữ chủ của thị trường hoa ngữ. Nếu các bạn thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.